Chúng ta sẽ đến với phần trả lời phỏng vấn của Tuấn Hải trước khi đến với buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội sẽ diễn ra trước. Thực ra thì em cũng không để trường cái cầu thủ nào của Hoàng Anh Gia Lai. Thế em đánh giá đội bóng nào là ứng cử viên hàng đầu cho cái ngôi bán quân V-League? Thật ra đối với em thì cả bốn đội bóng đều là đội bóng mạnh của Việt Nam, nên là đội bóng nào cũng có cơ hội để có thể vô địch ở giải đấu này. Sau một thời gian tập luyện với các ngoại binh ấy, thì em đã có cái sự ăn ý với họ hơn chưa trong thời gian vừa qua? Sau một thời gian em tập luyện cùng các cầu thủ ngoại binh thì họ cũng đã dần quen với cái thời tiết và cái lối chơi của toàn đội. Thế là bây giờ em cảm thấy họ đã thích nghi được tốt hơn rồi. Tại đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội thì em chơi ăn ý nhất với cầu thủ nào? Câu hỏi khác đi. Anh muốn hỏi Hải một chút, không phải Lê thôi, tức là không biết là ở ngày tối qua thì Hải có xem cái trận U23 Việt Nam Hàn Quốc không, và khi mà xem lại những màn trình diễn của những đồng đội của Hải ở câu lạc bộ như là em Cao Văn Chuẩn hay là Tiến Long, thì Hải có cái cảm xúc nào khi những người đồng đội của mình đang tỏa sáng ở U23 Việt Nam? Thật sự khi nhìn thấy các em thi đấu như thế thì em cũng rất là vui và cảm thấy rất là tự hào, bởi vì các em thi đấu vào sân với tinh thần rất là máu lửa và một quyết tâm rất là cao. Các em còn rất là trẻ nhưng mà vào sân thì các em chơi bóng rất là tự tin và không sợ các đối thủ. Điều anh để ý là các cầu thủ trẻ của Hà Nội hay chính bản thân Hải thì khi vào trận đấu cảm giác là rất là bình tĩnh và có thể nói một chút, tức là nó cũng rất là tự tin đấy, không bị áp lực nhiều. Vậy thì cái điều này có phải là do khi ở câu lạc bộ thì bọn em đã được chui rèn qua những cái bài test tâm lý, hay là ở câu lạc bộ đã có những cái phương pháp giúp cho bọn em có thể thoải mái hơn khi bước ra làm nhiệm vụ quốc tế không? Thật ra thì ở câu lạc bộ các cầu thủ cũng được thi đấu rất là nhiều các trận đấu, và cũng có những các anh lớn, các anh cũng chỉ bảo và chia sẻ rất nhiều về kinh nghiệm để cho các cầu thủ trẻ có thể tự tin hơn ở trong sân đấu. Các bạn trẻ ở trên đội tuyển U23 mà thuộc biên chế của đội Hà Nội có bao giờ tâm sự với bọn em về cái triết lý, về cái phong cách, về cái tính cách của thầy Gông không? Thật sự thì cái lúc em về đây thì các em ấy đang tập trung ở trên kia rồi, nên là em cũng chưa có thời gian để nói chuyện với các em ấy. Nhưng mà em cũng chắc là em cũng qua nếu xem trận đấu thì em cũng hiểu được triết lý của huấn luyện viên Gông Quyên rồi. Vậy thì em cảm giác là nếu như mình chơi dưới sơ đồ của huấn luyện viên ông Quyên thì mình sẽ hòa nhập, mà khả năng hòa nhập của mình sẽ như nào, mà mình sẽ có thể là tốt hơn so nếu mà so với khi em đang hiện tại không? Thật ra với cái sơ đồ đấy thì em cũng đã quen chơi với cái sơ đồ của huấn luyện viên của U23 hiện tại bây giờ, nên là em nghĩ là nếu mà được làm việc huấn luyện viên thì em có thể thích nghi được. Hỏi cuối cùng, từ giờ trở đi thì Hà Nội FC sẽ không còn Quang Hải nữa, thì đội bóng đang tập luyện như thế nào, có cái sự thay thế và quá lấp cái khoảng trống ở Quang Hải để đặt chân vào? Thực ra thì lối chơi của Hà Nội là lối chơi tập thể, và toàn đội cũng đã có những cái bài tập và sự chuẩn bị để các cầu thủ có thể gắn kết hơn, bởi vì có một vài vị trí thì đều là những cầu thủ mới về đội, nên là cần có thời gian để có thể gắn kết hơn với nhau. Cảm ơn anh chị. Kết thôi. Cảm ơn Hải. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt tại sân cầu rào nơi diễn ra buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây sẽ là buổi tập cuối cùng của đội bóng Phố Núi trước khi bước vào trận đấu với câu lạc bộ Hà Nội ở lượt trận thứ hai của giải Tứ Hùng. Sau những phần khởi động như thường lệ thì huấn luyện viên Cây Sắc đang cho các cầu thủ tập bài đánh đầu. Kia sẽ là Hải Phòng kia nhỉ? Xuân nhỉ? Xuân đây. Sẽ có bạn Hải Phòng kia nhỉ? Giờ mới tập à? Cái đấy? Tập muộn à? Phía xa kia là xe chở đội Hải Phòng, họ sẽ tập sau câu lạc bộ Gia Lai. Ở lượt trận trước thì họ Hải Phòng đã có trận ra quân rất tượng khi đánh bại Hoàng Gia Lai với tỷ số 4-0. Tuy vậy thì có lẽ màn trình diễn của Hoàng Gia Lai
không thực sự phản ánh đúng thực lực của họ. Thì mấy cái sắc chủ yếu dùng trận đấu đó để kiểm nghiệm và rèn luyện đội hình. Số đấy cũng phải lấy đấy chứ, phải lấy cả hình chứ. Số thì em quay cứ một cái clip khoảng tầm 3 phút là xong. Đăng ở mỗi đấy đúng không? Đăng mỗi Facebook đúng không? Có YouTube nếu mà đầy được thì đầy. À bên mày đấy mà, bên mày là có bản quyền ở này mà. Úi dồi, nó có bản quyền gì ấy luôn, chỉ định phỏng vấn luôn. Bên truyền hình Canly là này, tập trung làm cho website mà. À website á, cái trang onsport.vn á. Trang có đợt nó bị dừng khá lâu á. Mới cút lại. có khá đông cổ động viên địa phương đang đến đây để xem theo dõi các cầu thủ ngoài Gia Lai. Bên kia sắc đang có nhắc nhở với các cầu thủ trước khi toàn đội ra về. Đây cũng sẽ là dịp hiếm hoi để các cổ động viên có thể giao lưu, được xin chữ ký của các thần tượng. Bác sĩ Lâm vừa có một chút lời trêu về việc Văn Toàn trốn chạy ký dành chữ ký với cổ động viên. Đây là Văn Toàn, một trong những cầu thủ được cổ động viên yêu mến nhất. Sân trường. Phía xa đây sẽ là đội Hải Phòng.
Các đội ngoài phòng đang có những bước tiến rõ rệt cả về hình ảnh lẫn chuyên môn ở mùa giải hôm nay. Chúng ta sẽ kết thúc phần chương trình hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở trận đấu ngày mai. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh Thể thao Trường Biên để theo dõi những thông tin mới nhất của bóng đá Việt Nam.